mà được cái là bên em làm thiết kế khóa kén một bên em, nên khi mà người mang cực kỳ dấu dáng cho em luôn. Mẫu này mình có thể đi tìm nhẹ nhàng người mang nè, đi chơi đi du lịch, hoặc là chị nào mình đi làm ở văn phòng công sở, hay chị nào mình đang cần tìm một cái khoan váy thực sự thoải mái cũng có thể mang được mẫu này cho em. Vì tính nó ứng dụng cái mẫu đầm này rất là cao quá chị, form dáng đơn giản, basic dễ mang cho em luôn. Màu thì có hai màu cho mọi người lựa chọn là màu tím và màu đen, nhưng màu đen em sợ là cầm vào livestream nó bị chói nên em chọn cái màu tím này trước cho các chị cùng xem nha. Và giá là bao nhiêu các chị? 169.000 nhìn em chờ rất là rẻ. Bình thường các chị mua những cái mẫu đầm này gần 260-230, hoặc là nếu mà sale là 199 thì trên line này chỉ còn 169.000 thôi. Hàng vừa với thực tế luôn, chất liệu vải lụa chéo mang khá là mát cho em, đặc biệt phần tay lỡ kèm hơi phồng nhẹ cho em nha các chị nha. Mẫu này khi mà mình mang thì tạo cảm giác là cái form vai của mình nó sẽ kiểu là không có bị rộng hết các chị, nó sẽ kiểu là ăn giấy form vai của mình cũng như bắp tay của mình cực kỳ tốt luôn. Và đây các chị nhìn cho em nha, dây rút đàng hoàng giùm em luôn. Mình thích thì mình rút cao, còn không mình có thể nới lỏng ra giùm em. Thường là những cái sản phẩm mà may đầm tầm 169.000 không ai làm cho mọi người cái dây rút mà rút thiệt hết các chị, nhưng bên shop làm những cái dây rút thiệt nha, mình tùy chỉnh vào phong dáng người của mình cho em luôn. Rồi mẫu này giá là 169.000 luôn các chị ơi. Ai chốt và comment liền cho em mã nha, là C352 cộng kèm số điện thoại. Về size em làm size S, M, L, phục vụ cho những chị nào từ 40 cân trở lên, và dưới em tầm 57-58 cân đổ lại các chị sẽ mang vừa cho em nha. Rồi xoay một vòng từ trước ra sau cho chị xem phong dáng đầm này đẹp mà. Đằng trước anh em làm cổ đắp chéo nha các chị nha, đơn giản nhẹ nhàng cực kỳ dễ mang cho em luôn. Rồi 169.000 cho mẫu đầm này, chị nào chốt được comment liền cho em mã là C169 cộng kèm số điện thoại bên em chốt đơn. Về màu sắc thì bên em có hai màu, đó là màu tím em đang mang và màu đen. Nhưng mà đối với màu tím trend này á thì các chị rất là ngại cái trường hợp mà mình mua mình sợ nó bị quá đậm hay quá nhạt, sợ bị lố đúng không, thì bên em chọn cho mọi người cái tông màu tím nhạt nhẹ nhàng, kiểu là nhẹ nhàng nhã nhặn hơn, không bị quá đậm như các chị nha. Nó cũng không bị quá nhạt, kiểu là bị mờ, kiểu là bị nhạt nhòa các chị. Nhưng mà yên tâm trang mẫu này mang cực kỳ dấu dáng và rất là xinh cho em. Thường thì màu tím mọi người rất là ngại mang, nhưng mà yên tâm trang nha, mang màu tím này cũng khá là sáng da luôn. Rồi 169.000 cho mã C352 này, chị đã chốt đơn hàng nữa và mang liền cho em nha. Về size số thì các bạn bên em sẽ tư vấn cho mọi người nha. Về size số thì các bạn, các chị bên hệ thống này sẽ tư vấn cho mọi người về chiều cao, cân nặng cũng như là size số để chọn cái size phù hợp nhất cho tất cả các chị trên live stream cùng với lại mẫu này luôn. Rồi nè, bây giờ chị nào mình thích mẫu này comment liền cho em mã với cả số điện thoại bên em chốt đơn các chị nha. Rồi em chào tất cả các chị vừa mới vào live stream của hệ thống này luôn. Em tiến lại gần cho mọi người xem mẫu đầm C352 đang mang nha. Hiện tại mẫu này bên em xem trên live stream với mức giá chỉ có 169.000 các chị. Và ưu tiên cho chị là mình đặt hàng trên live, chạy đúng mã là C352 và số điện thoại của các chị để bên em có thể tiện liên lạc nhất với các chị nhà mình nha. Về sản phẩm C352 169.000, nhưng mà em vẫn làm đầy được 3 size là size S nè, size M, size L cho tất cả các chị nha. Quay một vòng từ trước ra sau thì mọi người xem mẫu C352 này bên em không làm là khóa kéo đằng sau, nhưng mà được cái là bên em làm thiết kế khóa kén một bên eo, nên khi mọi người mang cực kỳ dấu dáng cho em luôn. Mẫu này mình có thể đi tìm nhẹ nhàng người mang nè, đi chơi đi du lịch, hoặc là chị nào mình đi làm ở văn phòng công sở, hay chị nào mình đang cần tìm một cái form váy thật sự thoải mái cũng có thể mang được mẫu này cho em. Vì tính nó ứng dụng cái mẫu đầm này rất là cao quá chị, form dáng đơn giản, basic dễ mang cho em luôn. Màu thì có hai màu cho mọi người lựa chọn là màu tím và màu đen, nhưng màu đen em sợ là cầm vào livestream nó bị chói nên em chọn cái màu tím này trước cho các chị cùng xem nha. Và giá là bao nhiêu các chị? 169.000 nhìn em chờ rất là rẻ. Bình thường các chị mua những cái mẫu đầm này gần 260-230, hoặc là nếu mà sale là 199 thì trên line này chỉ còn 169.000 thôi. Hàng vừa với thực tế luôn, chất liệu vải lụa chéo mang khá là mát cho em, đặc biệt phần tay lỡ kèm hơi phồng nhẹ cho em nha các chị nha. Mẫu này khi mà mình mang thì tạo cảm giác là cái form vai của mình nó sẽ kiểu là không có bị rộng hết các chị, nó sẽ kiểu là ăn giấy form vai của mình cũng như bắp tay của mình cực kỳ tốt luôn. Và đây các chị nhìn cho em nha, dây rút đàng hoàng giùm em luôn. Mình thích thì mình rút cao, còn không mình có thể nới lỏng ra giùm em. Thường là những cái sản phẩm mà may đầm tầm 169.000 không ai làm cho mọi người cái dây rút mà rút thiệt hết các chị, nhưng bên shop làm những cái dây rút thiệt nha, mình tùy chỉnh vào phong dáng người của mình cho em luôn. Rồi mẫu này giá là 169.000 luôn các chị ơi. Ai chốt và comment liền cho em mã nha, là C352 cộng kèm số điện thoại. Về size em làm size S, M, L, phục vụ cho những chị nào từ 40 cân trở lên, và dưới em tầm 57-58 cân đổ lại các chị sẽ mang vừa cho em nha. Rồi xoay một vòng từ trước ra sau cho chị xem phong dáng đầm này đẹp mà. Đằng trước anh em làm cổ đắp chéo nha các chị nha, đơn giản nhẹ nhàng cực kỳ dễ mang cho em luôn. Rồi 169.000 cho mẫu đầm này, chị nào chốt được comment liền cho em mã là C169 cộng kèm số điện thoại bên em chốt đơn. Về màu sắc thì bên em có hai màu, đó là màu tím em đang mang và màu đen.